Phản ứng của Á hậu Huyền My trước thông tin bị tù, người hâm mộ lo cho tình trạng của Á hậu Huyền My. Mới đây, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng trước thông tin Á hậu Huyền My rời bỏ làng giải trí và quyết định ẩn tu. Cụ thể, một tài khoản đã đăng tải đoạn phim ngắn kèm dòng trạng thái, "Ê ai để ý không? Tự nhiên Á hậu Huyền My, đâu mất tiêu ha? Bà đi nhập ngũ hay đi tu mà lý thinh vậy ha?" Việc vắng mặt dài hạn tại các sự kiện thuộc làng hương sắc của Huyền My khiến nhiều khán giả tiếc nuối về thời kỳ hoàng kim của cô. Trước dòng trạng thái, Á hậu Huyền My đã trấn an người hâm mộ bằng hai từ quy đây. Bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng người đẹp sinh năm 1995 đã hoàn toàn chuyển hướng sự nghiệp nên việc vắng bóng tại các sự kiện, sắc đẹp là điều dễ hiểu. Nhiều người theo dõi cho biết cô vẫn hoạt động bình thường và có công việc ổn định trong vai trò người dẫn chương trình truyền hình. Vừa tuổi 29, Huyền My đã độc lập tài chính và có cho mình khối tài sản cá nhân. Cô bày tỏ, tất cả ánh sáng cuộc đời tôi đều là do tôi tự đóng tiền điện mà có. Qua dòng trạng thái, có thể thấy Huyền My có đủ tiềm lực kinh tế để chi tiêu mọi hoạt động trong cuộc sống. Việc sắm đồ hiệu hay mua da mới đều nằm trong khả năng của cô. Hơn 3 năm qua, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My rút khỏi các hoạt động thuộc khuôn khổ làng hương sắc Việt. Quyết định từ bỏ ánh hào quang sân khấu của cô không phải chuyện một sớm một chiều. Bởi lẽ, Huyền My mong muốn đoạn sau cuộc đời được sống hạnh phúc bên gia đình và tận hưởng những sở thích cá nhân mà thanh xuân đã bỏ lỡ. Nàng hậu tâm niệm, tuổi trẻ của tôi nghĩ mình đã cống hiến đủ rồi. Dần dần, tôi không thích xuất hiện ở nơi đông người nữa và cũng không muốn cuộc sống bon chen hay áp lực. Theo Huyền My, mỗi người sẽ tự chọn cho mình định hướng phát triển tùy vào từng thời điểm cuộc đời. Huyền My chọn kinh doanh bởi sự yêu thích và đam mê. Người đẹp tâm niệm cứ làm tốt việc của bản thân và không cần cạnh tranh với ai. Cô luôn cố gắng để mỗi ngày có thể tốt hơn và trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.